Thưa quý vị, sau ý tưởng ban đầu, mới đây Sở Du lịch và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ký kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này đánh dấu cho những hoạt động hợp tác tiếp theo giữa hai sở để cùng tạo nên một sản phẩm du lịch mới cho Thành phố Hồ Chí Minh. Theo biên bản ký kết, hai sở sẽ hợp tác xây dựng tiêu chí thành lập hệ thống các bệnh viện, phòng khám đa khoa dành cho khách du lịch trong và ngoài nước đến khám chữa bệnh, kết hợp du lịch tại thành phố, tổ chức tọa đàm về định hướng phát triển sản phẩm du lịch y tế, sản xuất, phát hành cẩm nang bản đồ du lịch y tế Thành phố Hồ Chí Minh dành cho khách du lịch, tổ chức ngày hội du lịch nha khoa 2017, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm du lịch y tế. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, du lịch y tế là loại hình phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới với trị giá hàng năm không dưới 60 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ở Việt Nam loại hình này chỉ mới phát triển, doanh thu và cả lượng khách thu hút còn khiêm tốn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố thu hút 30-40% lượng khách từ các tỉnh thành khác và ngoài nước đến khám và chữa bệnh. Lượng kiều bào du khách đến từ các nước Mỹ, Nhật, Úc đến thành phố có nhu cầu du lịch kết hợp với khám chữa bệnh cũng tăng cao những năm gần đây. Tuy nhiên, nhu cầu này vẫn chưa được các công ty lữ hành khai thác bài bản. Trước đây thì du lịch y tế chỉ là từ cái đất nước lạc hậu đến cái đất nước tiên tiến. Bây giờ thì lại có một cái xu hướng mới là ở những cái đất nước tiên tiến thì có một cái phần bệnh vân này cũng không phải là quá hiểm nghèo, nhưng người ta phải chờ rất lâu. Người ta không có cái thu nhập quá cao, cho nên họ chuyển sang ở một số các cái thế giới, cái nước ở thế giới thứ ba mà họ có cái trình độ y tế cũng tiên tiến. Thứ hai là chi phí và giá cả của họ rất là giảm. Thế thì chính vì vậy cho nên là cái sản phẩm du lịch y tế hiện nay nó trở thành một cái xu hướng. Thế và cái điều này nó mang lại cả lợi ích cho cả hai bên. Đại diện Sở Y tế cũng cho biết, hạ tầng và chất lượng dịch vụ y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cơ bản có thể đáp ứng việc triển khai các sản phẩm du lịch y tế như du lịch nha khoa, du lịch y học cổ truyền, thẩm mỹ, tầm soát, thăm khám sức khỏe tổng quát. Dịp này, Sở Y tế cũng giới thiệu dự thảo quy định tiêu chí cơ sở y tế tham gia vào loại hình du lịch y tế. Theo đó, để tham gia dịch vụ du lịch y tế, các cơ sở khám bệnh phải hoạt động hợp pháp và đã được đánh giá chất lượng, có bố trí khu vực khám chữa bệnh dành riêng cho khách du lịch y tế, có bác sĩ có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề phù hợp, có lực lượng y bác sĩ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, có giá cả, phương thức thanh toán phù hợp. Sở Y tế sẽ thẩm định các điều kiện này để cung cấp danh sách cơ sở đạt chuẩn cho ngành du lịch để quảng bá.